Ok, chúng ta cùng kiểm tra. Doctor này hiển thị có hiển thị nốt của Bách Bách Dasba có hiển thị của Bách Angula. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 13. Bài này thì chúng ta sẽ điều hướng đến Hero Detail. Các bạn có thấy là taskbar của chúng ta khi nhấn vào thì cũng không chưa bay ra detail. Hero của chúng ta nhấn vào thì sẽ có detail ở phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ tách trang detail ra. Khi nhấn vào list thì cũng bay sang trang detail, không có list mà khi nhấn vào taskbar thì cũng sẽ bay vào detail. Ok. Để tiếp tục khóa học bài học này thì chúng ta sẽ thêm hero detail ở trong app-routing.module copy code đã close all cho đỡ vướng mắt hero. App-routing.module. Đây. Chúng ta sẽ thêm hero detail component ở trên này. Thêm một path nữa. Ở đây. Và sau khi thêm một path nữa thì chúng ta có tổng cộng 4 path. Biến router của chúng ta hàm hằng hằng số router của chúng ta sẽ có 4 path như thế này. Tôi sẽ copy thay lại vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh sửa taskbar component hero. Chúng ta sẽ thay bằng link không bằng hàm nữa. Taskbar.html. Chúng ta thay mình thẻ A. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ hiển thị list ở hero.component.html. Chúng ta cũng sẽ thay 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 cái button gọi hàm gọi nội hàm thành một link điều hướng. Hero.component.html. Chúng ta sẽ thay đoạn này. Chúng ta sẽ thay cả đoạn này. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ chỉ thay mình từ trong thẻ UL thôi. Chúng ta sẽ loại bỏ code thừa ở trong hero.component.ts. Chúng ta thay hàm export bằng hàm export mới. Chúng ta sẽ loại bỏ code thừa. Chúng ta hãy cùng kiểm tra sự hoạt động. Có điều gì đó sai sai ở đây rồi. Sai ở chỗ HTML. Select the hero. Chúng ta sẽ bỏ đoạn này đi.
Ok, đã được rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Hello, Doctor Nai. Chưa thấy hiển thị. Chưa thấy hiển thị detail của Hero. Để chúng ta đang để code cũ. Chúng ta sẽ cấu hình lại Hero detail ngay tiếp sau đây thôi. Trước khi đến phần tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh sửa style sheet của hero.component.css code ở chỗ này, final code review. Chúng ta kích vào đây, chúng ta sẽ copy đoạn CSS này, mở file lên hero.component.css. Chúng ta cùng paste CSS mới vào đây. Thì chúng ta sẽ đã đổi list thành các thẻ A. Chúng ta sẽ link sang detail nên một số phần sẽ bị thay đổi. Chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại hero detail component để có thể link đến này. Detail suộc ID có thể hiển thị hero. Đầu tiên thì ở file hero-detail.component.ts, chúng ta sẽ paste hết vào đây. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ thay thêm mới input vào đây, import vào đây. Tiếp đến ở constructor, chúng ta sẽ thay đổi constructor thêm ba biến role, hero service và location. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sửa hàm init và thêm mới hàm get hero. Tiếp đến thì ở trong hero service.ts chúng ta sẽ thêm một hàm lấy chỉ một hero. Đây là hàm lấy list hero. Đây là hàm lấy chỉ một hero. Và hero detail.component.ts của chúng ta sẽ gọi đến service đấy. Và đã hết lỗi rồi. May là chúng ta chưa có hàm đấy ở trong service nên là bị lỗi. Ok, như vậy là đã gần xong, chúng ta hãy cùng kiểm tra. Đấy các bạn này, detail 13 đã hiển thị detail hero ra đây rồi. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại nữa. Last bar, nhấn vào một hero, select three tab này, đấy, hiển thị ở trang list. Nhấn vào doctor này cũng hiển thị list, cũng hiển thị detail. Cái phần chỗ hero lúc nãy các bạn không chỉnh sửa lại CSS thì chỗ này sẽ rất là xấu. Ok, bạn nhớ thêm CSS nhé. Đây, nếu chúng ta để CSS như cũ, trang list của chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta phải em CSS mới vào đây. Ok, phần cuối cùng trong bài và cũng không kém phần quan trọng, đấy là thêm một button patch để có thể trở đi trở lại từ detail. Hello detail chấm ts thêm một hàm go back, chúng ta sẽ trở về trang trước đấy của location. Thêm button back ở trên HTML.
chúng ta hãy cùng kiểm tra lại. Error detail có một lần. Đấy, button back là nằm trong thẻ deep này, nằm trong giữa hai thẻ deep. Ok, chúng ta hãy cùng kiểm tra. Doctor này hiển thị, có hiển thị nút của back, back taskbar có hiển thị của back. Đấy, chúng ta dùng cái go back này, chúng ta sẽ dùng this.location.back sẽ là back về cái trang trước đấy khi chúng ta nhấn vào detail. Nếu chúng ta ở list hero thì về list hero và ở dashbar thì về dashbar. Vậy sẽ hợp lý hơn là chúng ta chọn mặc định về list, chọn cố định về list. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khoa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.